Attention au piège, attention. Anh hùng Núp tên thật là Đinh Núp, sinh năm 1914 tại tỉnh Gia Lai, là một người anh hùng dân tộc Ba Na. Ông có lòng căm thù quân Pháp cướp phá quê hương, bắt dân làng đi phu, đi làm nô dịch. Trong một lần quân Pháp tràn về làng cướp phá, dân làng đã lánh hết vào rừng. Một mình anh hùng Núp ở lại dùng nỏ phục kích, bắn lính Pháp chảy máu để chứng minh với dân làng rằng lính Pháp cũng chỉ là người, không phải là thần thánh có thể chống lại được. Cộng hòa không đi làm sâu cho Pháp đâu. Quân Pháp đã tổ chức 10 cuộc hành quân lên đốt làng phá dãy, nhưng dưới sự lãnh đạo của anh hùng Núp, những đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đã đánh trả kiên cường bằng các vũ khí thô sơ như chông tre, bẫy đá và cung tên. Hòa quyết đánh một trận cho Pháp nhớ, lần sau không dám đến làng Cộng hòa nữa. Pháp ở chỗ nào?